Xin chào tất cả anh em. Chúng ta như các bạn đã biết rồi đấy, mình vừa có một cái thử thách, đó là lên phun giáp máu của một bạn nữ, thử thách của một bạn nữ trên mất mẹ chạy nhanh nhưng mà đéo giải quyết được cái gì cả. Oh my god, cứu anh nhanh lên em ơi, chuyện lớn lắm rồi, nhanh lên em ơi. đi khoe đường dạo đi. Giết nó luôn. Thế đấy á. Mày hiểu anh nói gì không? Không. Mày hiểu ngôn ngữ của anh không? Ôi anh tanh cho mày mà. Thằng này chạy chứ. Thằng này chơi kiểu gì á. Thì cái thằng này anh phải cho nó vào thổ dân này. Đó. Cho vào danh sách thổ dân này. Không phải được à. Cho anh quắt trời cho anh biết. Ê, chết rồi, đáng nhầm không? Hợp lý, 3K. Combat. Oh. What the fuck? Đá vào đi. Đây là thua rồi. Công ty đâu em? Công ty nói chứ. Trời ơi. Tốt em. Giết luôn này. Công ty. Nhạy bén lên. Chơi ra xua phải nhạy bén thì nó mới ghê được em nhở. Bấm liên tục vào. Bấm liên tục luôn. Looking into darkness, something to hold on.
quan tâm đó là cái điều. Rồi, hợp lý được không? Anh tới, không sợ là người ta thua đâu. Người đéo được rồi, anh đánh dường như không mất máu đối phương. Anh cũng không bị mất máu luôn. Mất máu thì anh sẽ hồi phục như điên luôn. Đấy, anh sẽ làm cái giáp gai ở cái thời điểm này thì hợp lý hơn. Hợp lý